Thưa quý khán giả, tuổi càng cao, sức khỏe của con người càng suy yếu dần. Theo đó, sức khỏe tim mạch cũng thường xuyên gặp nhiều vấn đề. Một trong những căn bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi là bệnh cao huyết áp mà chúng ta thường gọi là bệnh lên máu. Bệnh có thể trực tiếp xảy ra, gây chết người hoặc tạo nên những biến chứng gây tử vong. Để biết thêm thông tin về những yếu tố liên quan, triệu chứng cũng như là cách phòng tránh căn bệnh này, mời quý khán giả cùng chương trình tìm hiểu qua mục kiến thức sức khỏe. Phóng sự ghi nhận tình hình bệnh cao huyết áp tại Hậu Giang sẽ mở đầu cho chương mục ngày hôm nay. Cùng với bệnh đái tháo đường thì hiện nay các bệnh lý về tim mạch ở người cao tuổi đang có chiều hướng gia tăng. Tại khoa nội tim mạch Lão Học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20 trường hợp, trong đó bệnh cao huyết áp chiếm hơn phần nửa. Nguyên nhân là do dị dạng mạch máu thận, nhưng quan trọng hơn hết là ý thức phòng bệnh và chủ động phát hiện bệnh của người dân. Mạch nó rung luôn á. Rồi cái đi ra muốn xỉu muốn té luôn, cái nhỏ mới là kè. Mấy kè đi lên bác sĩ tư, tư đo 28 độ. 28 độ nói ta chích để chích coi hạ không. Cho thuốc uống thuốc không hạ, ta thôi đi sớm đi không kịp. Sớm nào tốt cũng mấy. Chuyện kêu anh xương lớn á, chuyện đi xương nào nhờ xương lớn để chị đi. Cho nó mau hết. Bên cạnh việc chủ động phòng bệnh cao huyết áp cho mình, thì lựa chọn thức ăn cũng như khẩu vị trong ăn uống cũng góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi. Vì vậy, người cao tuổi hay người có tiền sử cao huyết áp cần phải tìm hiểu kiến thức chăm sóc cho mình trong ăn uống. Nếu ăn thức ăn mặn thì nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là bệnh cao huyết áp là rất cao. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Muôn ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, do bà thường xuyên ăn thức ăn mặn và không kiểm tra huyết áp định kỳ, nên hiện nay bà phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Trước là thì tôi cũng có bệnh huyết áp mà con ở nhà thì mặn gì thì ăn nấy vậy đó. Mặn ăn mặn lạc, mặn lạc vậy thành ra cũng không có hiểu. Ra đây bác sĩ tiên truyền là nói là có bệnh huyết áp là không có ăn mặn được, phải ăn lạc, thành ra mới biết. Thì đa phần thì bệnh nhân vào viện là có tăng huyết áp cao. Nguyên nhân bà con chưa biết cách kiểm soát huyết áp tốt tại nhà. Nếu mà có điều trị ngoại trú thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân, cho nên là chúng tôi cho nhập viện để theo dõi trực tiếp và điều trị. Qua khảo sát 26 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, hiện đang quản lý gần 6.000 trường hợp mắc bệnh cao huyết áp, tập trung ở độ tuổi trên 30. Đây là căn bệnh được xem là kẻ giết người thầm lặng. Vì vậy, mỗi người cần trang bị kiến thức cho mình để chủ động phòng bệnh. Thay đổi lối sống như giảm cân nặng, ăn ít muối, tập thể dục đều đặn, giảm uống rượu, bia và không nên hút thuốc. Từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Thưa quý khán giả, qua phóng sự vừa rồi cho thấy, sức khỏe tim mạch là vấn đề được quan tâm ở người cao tuổi, bởi nó không những gây nhiều biến chứng nguy hiểm mà còn gây tử vong đột ngột, làm giảm tuổi thọ con người. Để duy trì được chỉ số huyết áp và tránh những biến chứng về các bệnh lý khác ảnh hưởng từ cao huyết áp, phóng viên đài đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Hồng Minh Triết, phó trưởng khoa nội tim mạch Lão Học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Mời quý khán giả theo dõi. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là bệnh tăng huyết áp thường do những cái yếu tố nào gây nên và những cái đối tượng nào sẽ dễ mắc căn bệnh này nhất ạ? Nói về tăng huyết áp thì thật sự thì cái phần mà không có nguyên nhân nó chiếm tỷ lệ rất là cao, khoảng từ 90-95%, thì là người ta còn gọi là huyết áp cao, huyết áp vô căn. Nó thường thường nó gặp ở người cao tuổi, là trên 45 tuổi thì thường xuyên phải gặp cao huyết áp vô căn nhiều hơn. Còn những cái cao huyết áp mà có nguyên nhân á thì thường thì dưới 45 tuổi. Mà cao huyết áp có nguyên nhân á thì không cần, có thể là nếu mình điều trị dứt điểm cái nguyên nhân thì có thể là không cần thiết phải uống thuốc suốt đời giống như cao huyết áp vô căn.
Ví dụ như là bệnh hẹp, hẹp động mạch thận, thì nếu mà mình nông rồi được động mạch thận rồi á, thì sau này thì mình không có cần phải uống thuốc. Bệnh tăng huyết áp có thể dẫn đến nguy cơ là nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não. Như vậy thì cơ chế này sẽ diễn ra như thế nào ạ? Và đối với những cái trường hợp mà tai biến mạch máu não nhẹ thì cái khả năng phục hồi như thế nào ạ? Tăng huyết áp á, thực sự nó là cái yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim. Thì cái cơ chế mà để dẫn đến nó thì nhồi máu cơ tim mình sẽ có cơ chế, thường là cơ chế nó là cơ chế làm tắc hẹp ở cái động mạch tim, tức là động mạch vành đó. Thì do những cái mảng xơ vữa nó sẽ lâu ngày nó sẽ phát triển lớn dần và nó sẽ làm cho hẹp cái động mạch vành. Thì nó có lúc đó nào đó nó sẽ bị tắc luôn thì nó sẽ nhồi máu cơ tim. Cái phần thứ hai á, là cái cơ chế của nhồi máu cơ tim á, là có thể là một cái mảng xơ vữa ở nơi khác, ví dụ như trong tim vậy đó, nó đi đến động mạch vành và nó tắc chỗ động mạch vành thì nó gây hẹp. Nó gây hẹp xong nó tắc thì cái lúc đó thì sẽ gây ra nhồi máu cơ tim. Còn cái huyết áp nó chỉ là yếu tố để làm cho tăng cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim lên thôi. Còn về tai biến mạch máu não á, thì tăng huyết áp của mình á, nó là một cái yếu tố có thể gọi là nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não. Vì khi mà người có cao huyết áp á, thì cái tỷ lệ cái nhồi máu não sẽ tăng lên khoảng 20-30%. Cái phần lớn á, là nó sẽ ảnh hưởng đến những người mà xuất huyết não nhiều hơn. Còn và nhồi máu não á, thì là chủ yếu cũng giống như của cái bên nhồi máu cơ tim đó. Nó cũng là những mảng xơ vữa hoặc là những cái mảnh vỡ của mảng xơ vữa từ nơi khác đi đến nó làm tắc động mạch não thì gây nhồi máu não. Về những người mà bị tai biến nhẹ thì khả năng nó sẽ phục hồi hoàn toàn nếu như mình điều trị tốt, kịp thời, đúng lúc. Ví dụ như điều chỉnh huyết áp cho nó đúng. Cái thứ hai nữa thì mình có thể tập vật lý trị liệu càng sớm càng tốt. Ví dụ như bệnh nhân huyết áp ổn định thì mình có thể cho tập ngay để cho bệnh nhân mau hồi phục, thì khả năng phục hồi hoàn toàn nó rất là cao. Nhưng mà về sau này á, khả năng bị tai biến lại nó cũng cao, thành ra là mình phải cho bệnh nhân uống thuốc huyết áp điều độ, rồi cho bệnh nhân tập thể dục thường xuyên. Như vậy thì khi một người mà bị bệnh tăng huyết áp đột ngột ở gia đình, như vậy thì lúc đó là cần xử lý như thế nào ạ? Nếu mà biết chắc chắn là người ta sẽ bị tăng huyết áp, nhưng mà thường thì ta sẽ chưa có biết ngay đâu. Tức là bệnh nhân sẽ bị chóng mặt, nhức đầu, nôn ói. Thì lúc đó là cái triệu chứng của huyết áp nó đã có, thì người nhà sẽ chỉ nên là để cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ cho nó ổn định, tránh cho người nhà hoặc là người thân gì đó lo lắng quá mà lại hỏi nhiều quá thì hình như là huyết áp cũng khó ổn được. Cái thứ hai, nếu mà biết nó chắc chắn tăng huyết áp thì sẽ cho bệnh nhân uống một liều thuốc mà trước đó đã được kê toa, thì rồi sau đó có thể chở bệnh nhân đến trạm y tế hoặc là nói chung là đến chỗ cái khu vực y tế nào đó gần nơi ở nhất. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ kiểm tra lại và sẽ cho cái liều thuốc huyết áp nó đúng hơn. Thưa bác sĩ, bệnh tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Như vậy thì mỗi người cần làm gì để phòng tránh cũng như là cách phát hiện sớm bệnh cũng như là điều trị đúng cách ạ? Nói chung về cái câu mà bệnh huyết áp là kẻ giết người thầm lặng thì nó rất là đúng. Tại vì nó có thể là gây ra những cái biến chứng chết người, ví dụ như là tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim như nãy mình nói đó, thì hai cái đó có thể chết liền. Nhưng mà có những biến chứng lâu dài, ví dụ như là bệnh thận mạng, thì lâu dài thì cái thận mình sẽ bị cái bệnh tăng huyết áp nó làm cho suy. Rồi thêm cái phần là suy tim, tức là lâu ngày quá thì cái bơm tim, cái tim nó giống như một cái bơm, thì nó cái huyết áp cao quá thì nó sẽ làm yếu cái bơm đó thì dẫn đến suy tim. Để phòng tránh nó tốt nhất á,
thì mình phải phòng tránh cái bệnh tăng huyết áp trước. Thì nếu mà không có bệnh tăng huyết áp rồi thì những cái bệnh biến chứng khác nó sẽ giảm xuống rất là rõ rệt. Thì mình chung là thì cũng chủ yếu là mình sinh hoạt thể dục thể thao thường xuyên, kèm theo chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn nhiều cái chất mỡ, nhất là những chất ví dụ như là mỡ động vật thì mình hạn chế, nó sẽ làm cho cái thành mạch mình nó sẽ vững bền hơn. Kèm thêm mình ăn rau, rau quả là nhiều thì nó sẽ làm cho thành mạch nó vững bền thêm. Còn chế độ tập luyện của mình thì hàng ngày mình tập khoảng chừng 30 tới 1 tiếng so với sức là được, chứ không cần phải tập nhiều hơn. Mà nói về chế độ tập luyện á, thì không phải là một ngày 30 phút mà mình cộng một tuần là 3 tiếng rưỡi. Ví dụ như một tuần đó là 3 tiếng rưỡi mà một tập một ngày là đủ. Tức là nó phải có cái sự mà điều đặn thường xuyên thì nó mới hiệu quả, có hiệu quả dự phòng bệnh được. Mà đã có bệnh cao huyết áp rồi, để phòng ngừa những cái biến chứng chết người đó đó, thì bệnh nhân phải kèm theo là uống thuốc đều đặn với cộng theo chế độ sinh hoạt với chế độ ăn uống mà bác sĩ hướng dẫn. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ạ. Thưa quý khán giả, qua cuộc trao đổi với bác sĩ Hồng Minh Triết, quý khán giả đã biết thêm thông tin về sự nguy hiểm cũng như là cách phòng trị bệnh tăng huyết áp. Hy vọng với những thông tin này, quý khán giả sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bản thân và gia đình. Đến đây, chương mục Sức khỏe cho mọi nhà xin nói lời chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.